Rồi, kính chào quý đoàn đến tham quan tỉnh Ninh Thuận. Xin tự giới thiệu họ tên đầy đủ là Bá Thị Thúy, thuyết minh viên tại di tích tháp Po Klon Krai. Ở Ninh Thuận hiện nay còn tồn tại 3 cụm tháp. Khi quý đoàn đi từ hướng Nha Trang và địa phận Ninh Thuận, ngay quốc lộ 1A chúng ta sẽ nhìn thấy cụm tháp Hòa Lai, hay còn gọi là Ba Tháp, được xây dựng vào cuối thế kỷ 8, đầu thế kỷ 9. Và đây là cụm tháp thứ hai là tháp Po Klon Krai, hay còn là tháp Po Klon Krai, được xây dựng vào cuối thế kỷ 13, đầu thế kỷ 14. Và còn một cụm tháp cuối cùng cách đây tầm 20 km ở hướng phía nam huyện Ninh Phước là tháp Po Rome, được xây dựng vào thế kỷ 17. Và hiện tại chúng ta đang tham quan là di tích tháp Po Klon Krai. Di tích tháp Po Klon Krai là quần thể tháp Chăm còn khá nguyên bản dưới thời Chà Gia Simhawamanba, sự việc gọi là vua Chế Măng. Vì vua đã kết hôn với Huyền Chân công chúa, con của vua Trần Nhân Tông và em gái của vua Trần Anh Tông. Dạ, tức là vua Chế Măng là người xây dựng ngôi tháp này để thờ phụng vua Po Klon Krai. Vậy vua Po Klon Krai là ai ạ? À? Vua Po Klon Krai là tên của vị vua dân tộc Chăm, trị vì vương quốc Champa 54 năm, từ năm 1151 đến 1205. Trong thời gian trị vì của mình, vua có công lớn trong việc thiết lập hệ thống thủy lợi toàn khu vực. Cho đến nay, dấu tích của các công trình ấy vẫn còn, cụ thể là đập Nha Trinh và đập Lâm Cấm ngày nay. Chính vì vậy vua được nhân dân ngưỡng vọng và đời đời nhớ ơn. Dạ, cả đoàn đi theo mình ạ. Rồi, quần thể di tích tháp Po Klon Krai hiện nay tồn tại 3 ngôi tháp ạ. Cả đoàn mình thấy chưa ạ? Dạ, ngôi tháp ở phía đông là tháp Cọng ạ, có chiều cao 8,56m, là nơi dùng để làm cổng ra vào ạ. Dạ, tức là lối đi ra đi vô thôi nha. Còn ngôi tháp ở phía đông nam là tháp Lửa, hay còn là thang chú Rang Vui, có chiều cao 9,31m, là nơi thờ thần lửa. Vì người Chăm Bà La Môn giáo khi chết họ sẽ hỏa táng, nên họ quan niệm rằng thần lửa để đưa linh hồn người quá cố về cõi vĩnh hằng. Dạ, còn đây là tháp chính hay gọi là Kalan ạ, có chiều cao 20,5m, là nơi thờ vị vua Anh Quân Po Klon Krai ạ. Rồi, xin cả đoàn mình nhờ đi thôi mình ạ. Rồi, xin đoàn nhìn trên cửa chính ạ, chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng vị thần Shiva ạ. Vị thần Shiva là một trong 3 vị thần tối cao của Bà La Môn giáo, gồm Shiva, Brahma, Vishnu. Nhưng người Chăm Bà La Môn giáo họ tôn thờ thần Shiva, tức là đấng tối cao ạ. Thần Shiva thể hiện cho sự sáng tạo và hủy diệt ạ, tức là hủy diệt đi cái xấu, cái cũ, sáng tạo lại cái mới, cái tốt đẹp, mang lại hạnh phúc cho nhân loại. Và thần Shiva đang múa điệu múa vũ trụ của mình và hiện tại đang biểu tượng 6 cánh tay. Rồi, xin mời du khách nhìn vào hai trụ bi đá của cửa chính. Chúng ta sẽ nhìn thấy đó là dòng chữ Sanskrit cổ ạ, hay còn gọi là tiếng Phạm. Chữ này được nhà khoa học người Pháp dịch ra vào năm 2015 với nội dung là mô tả toàn bộ cảnh sinh hoạt nông nghiệp Champa cuối thế kỷ 13 khá sinh động ạ. Rồi, cả đoàn đi theo mình. Ôi, lạ cá, lại cá bố. Rồi, xin mời cả đoàn mình, khi mình bước vào bên trong tháp thì đầu tiên bên tay trái của chúng ta sẽ nhìn thấy có một linh vật ở đây ạ, đó là thằng bò Nadin. Thằng bò Nadin là vật cưỡi của thằng Shiva. Vì người Chăm thờ thằng bò nên chính vì vậy họ không ăn thịt bò đối với chức sắc Chăm Bà La Môn giáo. Và họ còn quan niệm rằng thằng bò để đưa linh hồn người quá cố qua để về thế giới bên kia. Và rồi khi chúng ta bước vào bên trong tháp nữa, chúng ta sẽ thấy tượng bán thân của vua Po Klon Krai được tạc vào một khối trụ Linga, được gọi là Mukha Linga. Bên dưới Linga có một bề đá hình vuông được gọi là Joni. Theo quan niệm của người Chăm là Linga tượng trưng cho khí đực, cộng Joni tượng trưng cho khí cái, để duy trì nòi giống sinh sôi nảy nở con cháu đông đàn. Chính vì vậy họ thờ tín ngưỡng hồn thực Linga và Joni. Rồi, đoàn đi theo mình tiếp nhé. Nằm ở phía tây sau lưng tháp chính có một ngôi đền xây bằng xi măng, đó là nơi thờ hoàng hậu vợ của vua Po Klon Krai đây. Kính thưa quý du khách, các ngôi tháp trong luôn có nhiều điều huyền bí mà cho đến nay các nhà khoa học chưa có lời giải thích nào. Điều huyền bí mà gây tò mò nhất đối với du khách cũng như các nhà khoa học ạ. Thứ nhất đó là bí ẩn về những viên gạch ạ. Bình thường viên gạch của mình chỉ 10 năm, 20 năm thôi là sẽ bám rong rêu đúng không ạ? Nhưng viên gạch ở đây là
đã 800 năm rồi đó, tức là 8 thế kỷ là 800 năm rồi mà vẫn không có bám rong rêu, không có để lại tàn tích của mưa, dù chạy qua 800 năm vẫn còn khá nguyên vẹn ạ. Tức là như thế này, tức là khi mưa thì thấm nước rất nhanh và nâng lên mức hơi rất nhanh, chính vì vậy mới không có bám rong rêu. Bí ẩn thứ hai đó là về chất kết dính giữa viên gạch với nhau. Như chúng ta cũng biết rằng khi chúng ta xây nhà thì chúng ta sẽ dùng xi măng để làm chất kết dính đúng không ạ? Nhưng ở đây thì không có chất kết dính là gì hết, cái này chỉ là gạch thôi. Nhưng trên giả thuyết họ có nói rằng đó là dùng nhựa của thực vật, tức là nhựa của cây cối ạ, hay còn gọi là cây dầu giấy ạ. Không chỉ có dùng nhựa thực vật không mà dùng cái chính bộ gạch của viên gạch nữa. Tức là khi chúng ta lấy hai viên gạch mài vào nhau trong nước thì tạo thành cái bột gạch, bột mịn. Chính cái bột mịn đó là chất kết dính. Thế nhưng khi khô lại tách rời ra. Chính vì vậy vẫn chưa tìm ra được chất kết dính là gì. Bí ẩn thứ ba đó là các chạm khắc hình tiết thần linh trang trí tỉ mỉ sắc nét ạ. Cái này được chạm khắc trực tiếp lên gạch chứ không phải lên lớp vữa. Bình thường mình muốn khắc một cái gì đó phải có lớp vữa đúng không ạ? Nhưng ở đây không có vữa nên người ta khắc lên gạch. Dạ, bí ẩn cuối cùng đó là kỹ thuật xây dựng gạch ạ. Tức là cách đây 800 năm trước làm sao có máy móc dàn giáo máy khoan để đưa lên với chiều cao 20,5m như thế này. Chính vì vậy người Chăm cổi mới được mệnh danh là những bậc thầy của tay nghề thủ công và kỹ thuật xây dựng gạch ạ. Không chỉ có điều huyền bí không mà di tích tháp Pô Cron thì ở đây được cộng đồng người Chăm và các nhà khoa học cho là ba cái nhất ạ. Cái nhất đầu tiên đó là một trong những cụm tháp đẹp nhất và hoàn chỉnh nhất ở Việt Nam hiện nay. Chính vì vậy làng văn hóa các dân tộc Việt Nam mình Ba Vì Hà Nội họ đã lấy tỷ lệ ở đây 1:1, họ mô phỏng lại như thế này ạ. Nhưng đó là bằng chất liệu hiện đại của mình. Cái nhất thứ hai đó là ngôi tháp còn nguyên bản nhất dù trải qua 5 đợt trùng tu từ các chuyên gia Ba Lan năm 1981-1987 ạ. Và đa số họ trùng tu ở phía dưới thôi. Tức là chỗ nào có xi măng có chất kích chính là đã trùng tu ạ. Dạ. Và cái nhất cuối cùng nữa đó là nơi diễn ra nhiều lễ hội nhất trong năm. Chính vì vậy di tích tháp Pô Cron thì ở đây được xem là di tích sống vì hàng năm cộng đồng người Chăm tổ chức các lễ hội tại nơi này ạ. Trong một năm đó có 4 lễ hội lớn như đầu tiên là lễ cầu đảo hay còn là lễ cầu mưa được tổ chức vào tháng 4 trong lịch khoảng tháng 6 tháng 7 dương lịch. Thứ hai là lễ hội KT được tổ chức vào tháng 7 trong lịch khoảng tháng 9 tháng 10 dương lịch. Và thứ ba là lễ hội Chabun hay còn gọi là lễ cúng vị nữ thần được tổ chức vào tháng 9 trong lịch khoảng tháng 11 tháng 12 dương lịch. Và cuối cùng lễ bớt bằng nhang hay còn gọi lễ mở cửa tháp được tổ chức vào tháng 11 trong lịch khoảng tháng 2 tháng 3 dương lịch, tức là qua năm sau vì lịch Chăm và lịch Việt khác nhau ạ. Vậy một trong 4 lễ hội trên, lễ hội KT được xem là lễ hội lớn nhất, đặc sắc nhất, đông đảo nhất của cộng đồng người Chăm. Tức là dù họ đi phương xa đi chăng nữa họ đều về đây tham gia lễ hội KT ạ. Lễ hội KT diễn ra 3 địa điểm tại đền tháp, tại làng, tại gia đình với ý nghĩa tưởng nhớ các vị vua anh hùng dân tộc và ông bà tổ tiên. Chính vì vậy lễ hội KT được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm 2017. Còn đối với di tích tháp Pô Cron thì đời đây thì được vinh dự Thủ tướng Chính phủ cái quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt vào ngày 22 tháng 12 2016. Đó là những thông tin cơ bản mà hướng dẫn viên đã chia sẻ lại với